Chào các bạn, hôm nay mình tới nhà người em để ăn mừng hai đứa nhỏ của thằng em nó mới ra trường. Đây mới có một số bạn bè tới ngồi live rai nhậu crawfish, một vài món nhậu khác nữa. Đúng rồi. Đó, ai cũng có mặt cả mọi người cũng né nha. Tránh tôi ra nha. Rồi né đi, né không à? Muốn cho chị Hồng vô ngồi đi, muốn cho. Nhà cậu em thì có hồ bơi. Thật ra là mấy đứa nhỏ nó vừa tới chơi, nó vừa tắm rồi ăn uống. Đây là cái vườn sau nhà cậu em. Như tôi nói là nhiều video clip trước đó, tôi nói là một số nhà người Mỹ cái vườn sau nó rất là rộng. Thì đây là một cái vườn sau mà rộng của nhà cậu em, mà có thể xây luôn hồ bơi luôn. Đây là cậu em. Đứng nướng cái gì bị đứt? Nướng cánh gà, đùi gà, sausages. Wow, ngon quá. Đây là buổi nhậu cuối tuần ở bên Mỹ đó. Ở nhà giàu người ta nhậu thịt bò, mình nhậu cánh gà. Nhà nghèo nhậu cánh gà. Phải câu thích kìa. Quý vị thấy đùi gà và cánh gà to quá xá luôn. Đây chắc là gà công nghiệp đó các bạn. Cái lò barbecue này tiện lợi lắm nha các bạn. Có thể làm nhiều thứ lắm. Đây là cua. Wow, cua đâu nhiều dữ vậy. Có còn muối không? Còn muối đâu không? Muối chung co phít luôn. Muối dưới biển luôn hả? Không, Ngân nó làm seafood á. Ở Louisiana. Ông đốc hả? Tự bẩn chở qua luôn hả? Ừ, nó bẩn chở qua. Còn nhiều bao nhiêu bao đất hả? Cái này hả? Chắc hai mẹ nữa nè, mẹ đem về đưa cho em nhắm mẹ hết luôn không? Không, không hết đâu. Không hết rồi, không hết rồi. Vậy được rồi. Chưa làm được mẹ hay. Ủa, tại bệnh nó đã quá. Cua sống các bạn, cua còn đang dễ đành đạch. Mà muốn cua còn sống thì chúng ta phải bỏ trong cái thùng này và chúng ta để đá vô thì cua nó sẽ ngủ, nó không bị chết. Thì để đá từ tối hôm qua tới bây giờ vẫn còn sống. Đó, cô em nói là để đá từ hôm qua đến giờ vẫn còn sống ở trong cái thùng này. Mà thùng này là chuyên chở từ tiểu bang khác lại nha các bạn. Tiểu bang kế bên của Texas đó, là tiểu bang là Louisiana. Texas và Louisiana gần nhau, gần sát nhau. Mời các bạn nha. Vừa uống bia vừa quay
và nét sinh hoạt của một buổi party ra trường của người Việt bên Mỹ. Hello. Đây là cái lò nướng coffee các bạn. Cái lò ga. Bây giờ sẽ bình ga. Sẽ mình bắt ra qua đây. Giờ mình mở lốp lên. Đây là chuyên gia nấu coffee. Sôi quá các bạn. Nước tượng Dalí qua nha. Nướng à. Năm tôi trồng một giờ. Biết gì đó là đây là thật nấu coffee cho các bạn. Biển còn tươi nha các bạn, mới vừa luộc xong nha các bạn. Đây. Đúng rồi, Đức. Đức giới thiệu cho Việt Nam biết là vô biển đi để ta like cho ổng. Mọi người là phải nhớ vô YouTube like cho John Nguyễn nha, chịu like nha. John Nguyễn bỏ công sức ra quay video này là nhiều đồ ăn ngon lắm. Cảm ơn thằng Nguyễn. Người em nói người em mà tôi đó các bạn. Yeah.
là một cô ông nhà ông dâu. Mùa này là mùa crawfish nha các bạn. Việt Nam gọi là tôm hùm đất đó. Tôi đọc và tin tức nói Việt Nam cấm nhập cái loại crawfish này vì người ta sợ con này nó vào Việt Nam nó phá hại thì mùa màng cánh lúa đào hè hay giết những sinh vật khác. Đây là hình của hai thằng boy, con cậu em mình, tụi nó mới ra trường high school ngày hôm nay. Đây là thằng boy nhỏ, đây là thằng boy lớn nha các bạn, tụi nó là anh em sinh đôi đó các bạn.